Sự việc xảy ra vào sáng sớm nay ngày 27 tháng 10 trên cao tốc Sài Gòn Trung Lương, đoạn qua nút giao Bến Lức Long An hướng Sài Gòn Trung Lương. Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát giao thông, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 5 giờ cùng ngày tại km 24+500 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thời điểm trên, một xe đầu kéo container kéo theo thùng hàng trống đang đánh lái sang phía bên phải thì va chạm nhẹ vào đầu kéo container khác đang vượt lên. Vụ va chạm làm phát sinh lửa phủ trùm lên cả hai đầu kéo. Vụ tai nạn khiến giao thông qua điểm này tắc nghẽn. Bên cạnh đó, nhiều tài xế vẫn theo thói quen chen lên kín làn đường khẩn cấp nên phải mất đến gần 2 giờ đồng hồ lực lượng cứu hộ và cảnh sát giao thông mới tiếp nhận được hiện trường. Lúc này, một đầu kéo container đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn một ít phần bệ máy được chữa cháy còn sót lại. Đầu container kia cũng cháy trơ khung, nằm lùi phía bên làn đường khẩn cấp sau va chạm xảy ra. Rất may các tài xế, phụ xe của hai đầu kéo này đều thoát ra kịp thời. Đến khoảng 8 giờ, giao thông trên tuyến đường này mới trở lại bình thường. Theo đó, một clip chia sẻ lên mạng xã hội ghi lại sự việc tại đường thứ 2 phía dưới cầu Thăng Long thuộc địa bàn Hà Nội. Tài xế ô tô vẫn ngang nhiên đi vào đường cấm còn gây ra va chạm giao thông với một chiếc xe máy, đã ra sức vật lộn với lực lượng cảnh sát giao thông. Vụ việc gây ùn tắc cho cả tuyến đường. Đoạn clip được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng. Hành xử của tài xế xe con được cho là thách thức và cố tình làm trái hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Nhiều ý kiến tỏ ra bất bình và không đồng tình với sự liều lĩnh của tài xế ô tô này. Em ơi, vô ý thức không? Mặc dù có bảo vệ chặn đầu xe không cho đi lên vỉa hè, nhưng nữ tài xế vẫn liên tục đòi đi lên, hành động khiến nhiều người xem ngao ngán. Theo đó, vụ việc xảy ra tại trước cổng trường liên cấp quốc tế Newton, Hà Nội. Người phụ nữ điều khiển xe ô tô khi thấy đường tắc đã định đánh xe lên vỉa hè. Hành động trên nhanh chóng được một nam bảo vệ ngăn lại. Nữ tài xế vẫn bằng được đòi đi lên vỉa hè, đâm cả vào chân bảo vệ và luôn miệng thanh minh xin đi nốt lần này do đi muộn. Lợi dụng lúc không có người, tài xế taxi đã nổi lòng tham bể trộm cần gạt mưa của đồng nghiệp. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 10 tại Hà Nội. Tài xế taxi hãng Sao Thủ Đô đã bể trộm cần gạt mưa của chiếc xe taxi G7. Theo chia sẻ của clip, tài xế taxi do mất cần gạt mưa khiến bác tài phải nghỉ làm. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người xem bày tỏ thái độ bất bình trước hành động của tài xế Sao Thủ Đô. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ra công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện ngay các biện pháp để chủ động ứng phó với cơn bão số 9 hiện đang diễn biến phức tạp trên Biển Đông và tiếp tục khắc phục hậu quả của cơn bão số 7 và số 8. Cục Hàng hải Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên Biển Đông, chủ động điều động các tàu SAR đến chốt các vị trí dự kiến có khả năng bị ảnh hưởng lớn nhất của bão, chuẩn bị sẵn sàng để tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đôn đốc các đơn vị quản lý đường thủy nội địa kịp thời sửa chữa, bổ sung phao tiêu, biển báo bị hư hỏng do bão lũ gây ra, kiểm kê, rà soát phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn như tàu, thuyền, cano, phao bè, cọc neo, trụ neo và phao neo, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu. Tạm thời không cấp phép cho những phương tiện thủy nội địa rời cảng đến hoặc đi qua vùng ảnh hưởng của bão. Tổng cục Đường bộ Việt Nam tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra từ cơn bão số 7, số 8 trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, cầu yếu để kịp thời sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng yếu, khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước. Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ các diễn biến của cơn bão số 9 để điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động bay. Trong khi đó, thì việc kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền tại các tỉnh miền Trung cũng đang được triển khai rất khẩn trương và tất cả nỗ lực hoàn thành ngay trong chiều nay để tránh ảnh hưởng của bão số 9. Theo đó, để chủ động phòng chống thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 9, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của bão để các phương tiện hoạt động trên biển biết được vị trí, hướng di chuyển và có phương án chủ động phòng tránh. Các cảng vụ hàng hải như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang và Bình Thuận tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nước cảng biển hoặc tàu thuyền dự kiến đến các khu vực, theo dõi diễn biến của bão, hướng dẫn cho tàu thuyền tránh trú đi vào khu vực nguy hiểm.
đồng thời triển khai ngay kế hoạch phòng chống thiên tai tại khu vực quản lý. Đến 11 giờ ngày 27 tháng 10 đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 45.009 tàu với 229.290 lao động. Hiện còn 142 tàu trên 1.118 lao động thuộc tỉnh Bình Định vẫn còn trong vùng nguy hiểm. Các tàu đều được nhận thông tin và đang di chuyển trú tránh. Khẩn trương ứng phó với bão số 9, các tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn neo đậu rời khỏi khu vực nguy hiểm. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định thì hiện đã cấm biển. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 thì hơn 100 chuyến bay đến miền Trung, nhiều chuyến tàu Thống Nhất đã phải tạm dừng hoạt động. 6 cảng hàng không đóng cửa khiến hàng trăm chuyến bay phải hủy chuyến. Cụ thể, để phòng tránh thiệt hại do cơn bão số 9, Cục Hàng không vừa quyết định đóng cửa 5 sân bay Tuy Hòa, Phú Yên, Phú Cát, Bình Định, Chu Lai, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Bài, Thừa Thiên Huế. Từ 18 giờ ngày 27 tháng 10, các sân bay trên dự kiến khai thác trở lại từ 16 giờ ngày 28 tháng 10. Riêng sân bay Pleiku, Gia Lai tạm dừng khai thác từ 21 giờ ngày 27 tháng 10 đến 19 giờ ngày 28 tháng 10. Theo đại diện của Vietnam Airlines, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 tại khu vực miền Trung, hãng đã hủy 104 chuyến đến đi từ các sân bay Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Phú Cát, Pleiku, Tuy Hòa trong ngày 27 tháng 10. Pacific Airlines hủy 6 chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, 2 chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phú Cát, Quy Nhơn. Dự kiến vào ngày 28 tháng 10, bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp và dây chuyền đến hơn 200 chuyến bay của Vietnam Airlines. Hàng chục chuyến bay của Vietjet Air cũng điều chỉnh thời gian đến và đi từ sân bay Chu Lai, Quy Nhơn, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và Pleiku trong ngày 27 tháng 10. Các chuyến bay khởi hành sớm 2 đến 4 giờ so với giờ bay trước đó, không bay vào chiều tối khi bão đổ bộ. Bamboo Airways cũng hủy chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, điều chỉnh giờ nhiều chuyến bay đến Đà Nẵng trong ngày do ảnh hưởng của bão. Sau 19 giờ tối ngày 27 tháng 10, hãng tạm dừng khai thác tất cả các chuyến bay tới Đà Nẵng. Ngành đường sắt cũng tạm dừng chạy một số tàu Thống Nhất, điều chỉnh kế hoạch tàu khu đoạn để tránh bão số 9 từ tối 27 tháng 10. Hành khách có vé trong thời gian tàu tạm dừng chạy có thể đổi hoặc trả vé không thu phí. Thưa quý vị, Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa công bố giá mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay 27 tháng 10. Theo đó thì giá xăng đã giảm nhưng mà giá dầu thì lại tăng nhẹ. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 159 đồng một lít so với giá hiện hành. Giá bán tối đa là 14.109 đồng trên lít. Xăng RON 95 giảm 182 đồng trên lít. Giá bán tối đa là 14.940 đồng một lít. Dầu diesel 0,05S tăng 90 đồng một lít. Giá bán tối đa là 11.218 đồng mỗi lít. Dầu hỏa tăng 123 đồng mỗi lít. Giá bán tối đa là 9.717 đồng mỗi lít. Dầu ma rút tăng 340 đồng 1 kg và giá bán tối đa là 11.261 đồng 1 kg. Liên Bộ cho biết kỳ điều hành lần này thì mặc dù giá xăng thành phẩm thế giới giảm so với kỳ trước, nhưng nếu không tiếp tục chi quỹ bình ổn giá thì giá các loại xăng sẽ tăng cao. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 940 đồng mỗi lít, xăng RON 95 tăng 118 đồng mỗi lít. Các loại dầu sẽ tăng cao hơn so với mức tăng từ 90 đồng mỗi lít hoặc 1 kg đến 640 đồng mỗi lít hoặc là 1 kg. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ và kiểm soát chặt chất lượng thi công các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, nhất là các dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải. Công văn nêu rõ mặc dù tai nạn giao thông đã giảm, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Và đặc biệt là ngay sau khi nới lỏng giãn cách đợt 1 đã liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải ở Đắk Nông, Kon Tum, Quảng Bình hay Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ và kiểm soát chặt chất lượng thi công các dự án đầu tư, xây dựng công trình giao thông, nhất là các dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải, đồng bộ triển khai các dự án thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đường cất cánh, hạ cánh và đường lăn cảng của hàng không quốc tế Nội Bài hay Tân Sơn Nhất. Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông và khởi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành trong quý 4 năm 2020. Tiếp tục triển khai kế hoạch bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông hệ thống công trình kết cấu hạ tầng giao thông, chủ động đánh giá, xác định và khắc phục ngay các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh cũng như các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, ưu tiên cao nhất nguồn lực để đảm bảo giao thông và khắc phục hư hỏng của kết cấu hạ tầng do mưa lũ gây ra.